em xài cũng dính. Còn bao nhiêu sư tặng em nha. Tặng để làm gì? Đem theo xài. Chúc tặng cho trai khác. Cái vụ này tôi phải rồi nè. Phải chúng mạnh chúng mạnh rồi chúng mạnh rồi nghe, có cái vụ này ngon quá, hết muốn làm gái luôn á. Nghe vụ này hết muốn làm gái luôn. Chúng thề em nè, phát sinh đừng rửa rồi mới thích cái hậu chứ gái đâu có thích đâu. Giờ đâu đúng hệ đâu phải không, nhớ nghe, xài hết thân nghe, xài quá nhiều hết á. Thôi giờ pháp sư hứa tặng em đi, tặng trai khác được không? Trai này tài chi giống như trai vậy đó, mới nhiều hơn nữa, hiểu không? Nước nhiều hơn. Phải cái công dụng đó. Dụng hay lắm. Rồi tha tay cái bộ là bộ anh ơi trời ơi mặt cưng quá, nựng vô thấy là ngu lú lú lại. Em mà thấy cái chai này là em mà chịu hết nổi rồi nè. Dám mở nắp ra lú liền, mở nắp ra lú liền. Bây giờ em để em đi. Đâu không biết không được rồi. Trời, cái này là cái thuốc này nè, là có thể ông hửi một cái ha, là ông phê cái tuần lễ luôn á. Đó, ông phê ông ngơ gì đó, ông không có làm được gì, gió ngày ông ngơ ông ngủ cái ông kêu ông ngủ coi như vợ là ông ngủ thì ngủ với ông đó ngày vậy đó. Thuốc này là hại lắm nha. Cái này là em biết cái gì rồi. Cái gì để kêu bằng bùa mê thuốc lú rồi. Đúng rồi nè, coi thử coi ở này không đó. Thử coi được á, ngon nha. Rồi xíu vậy thử một miếng thôi nha, thử nhiều quá là ổng chết luôn á, ổng ngủ là ổng chết queo luôn á. Bây giờ để em thử trước nha pháp sư. Gì? Thử hai, thử rồi thử hai không được. Thôi để đi, tôi thử rồi, bữa tôi thử hai con gà rồi, tôi thử hai con gà nó ôm nhau. Gì pháp sư? À, hả? Chết queo hai con gà luôn hả? Chết queo hai gà luôn. Hai gà đó, ngủ luôn. Cái này nè, lúc em có sao còn sống em có xài rồi. Hay đúng không? Này nó kêu bằng cái thuốc kích thích gì nè. Đúng rồi. Thôi mình tạm đặt cho nó là bùa mê thuốc lú đi. Đúng rồi. Bây giờ đi chợ anh đi. Bây giờ là... Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thành tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan, và Lâm trở lại cái ngọn núi này giúp đỡ những cái dung linh quỷ dữ. À, vì cái giống như một cái tập đoàn của cái ông lão quỷ đỉnh của đỉnh trên núi, thì ông đã tu luyện tà đạo và ông kêu gọi 30 người đệ tử của ổng, và ổng luyện mỗi người đều cái pháp thuật khác với nhau. Nam thì ổng luyện tà trở thành nữ, nữ thì ổng biến thành nam. Thì Lâm đã thu phục được 23 người rồi. Thì hôm nay Lâm trả lời tiếp tục lại lên đây tới coi còn cái đệ tử nữa không. Thì mình giúp hết dần dần đệ tử xong rồi mình tìm cái ông quỷ đỉnh của đỉnh này, mình sẽ thu phục luôn nha mọi bác ha. Rồi tiếp tục di chuyển thôi nha. Ngày này cũng trưa rồi. Hôm nay các bạn, hôm qua thì là Lâm lên kế hoạch có 4 người, là ông luyện cho công quỷ này, ông luyện cho 4 người này thành đàn ông, mà luyện thành 4 người nữ để mà ông chuẩn bị ông cưới làm vợ để ông làm vua cái núi này. Thì hôm nay Lâm trả lời sẽ tiếp tục tìm một cái dông này nữa và phiên căn và quá giải hận thù cho dông này về chùa. Đồng thời Lâm sẽ lập ra một kế hoạch để mà tìm cách cho cái linh lực của cây ông quỷ đỉnh của đỉnh này giảm đi, sau đó mình sẽ thu phục ổng từ từ nha mà bác ha. Rồi là không thấy ai trên đây nè. Xin chào. Tiêu
Ủa sao không thấy ai nữa? Ai đó? Ở đâu người ta? Ai vậy? Nghe tiếng ở đây. Mọi người ở đâu người ta? Đừng có lên núi nữa nghe mệt. Nghe tiếng đâu mình bên đây nè. Yeah. Xin chào. Cô em vô công trường. Dạ hả? Sao biết tôi tới cứu người ta? Mà lên thử coi. Cái tiếng nào vị trí này nè. Nực quá. Nghe tiếng đâu đây nè. Chờ xíu lên liền. Nóng gì trời. Thấy trên kia kìa. Ê. Xin chào. Ôi, thằng khè luôn mà bác ơi. Ôi, em không chơi. Nghe rồi, kêu hoài từ lên nè. Ai đó? Phải quỷ không hay là người? Hả? Em là quỷ. Không phải quỷ mà luyện thành nữ để mà ông quỷ ông cưới vợ không? Đó đó. Nè, gặp người cuối cùng. Thấy bà tôi buồn ngủ quá. Ok luôn, giúp bà liền. Rồi, cái mặt đầu đẹp quá vậy. Khỏe không anh? Kiều pháp sư với Kiều Ngành vậy? Anh pháp sư. Thôi chuyện chơi. Cái gì? Okay, anh pháp sư. Trời ơi, có nước không hả? Cảm ơn nha. Trời ơi, dễ thương dữ ta. Để nghe ngồi nói chuyện chơi. Anh đây nè. Cái gì? Ngồi bên đây hả? Thì trời chốc này tôi uống nước cái. Cho tôi miếng nước tôi uống ngay chứ không cho tôi uống thì ăn nước à. Xỉu sao? Nước này có độc không? Hả? Nước này có độc không? Trời ơi. Độc mà uống sao tôi uống trời. Sư uống kìa là bác sư giống em luôn đó. Nước gì ạ? Nước giải bóng. Giải bóng thì được. Tôi uống vô bị bóng luôn. Chết chết. Nhà ở đâu? Rồi đi nè. Xuống nhà chơi nè đâu. Mặc đồ đẹp cái gì? Đi đám hỏi hay gì? Đám cưới hay gì? Em hỏi đám cưới gì mặc đồ đẹp quá vậy? Em chuẩn bị làm cô dâu. Cô dâu của ai? Của vua. Ờ, tới nhà chưa? Chưa. Đi nữa hả? Đi nữa hả? Đi đi. Thấy chưa? Sao vậy? Ồ. Ủa cái nhà đâu xa dữ ta? Nhà đâu mà xa xôi vậy? Ra hay không à? Trời ơi, nhà đâu mà xa dữ vậy ta? Đi mà. Thấy
mới đứng lên đây có một mình, có ai làm gì bả đâu mới kêu cứu quá trời. Chị không đọc rồi hết trơn luôn. Đừng nói mà uống nước trong cái bình nó trúng độc, nghe tôi đưa tôi uống nữa tôi trúng độc chết luôn. Trúng độc mình bà đi mà thử thôi chi. Đi đâu hoài trời. Mệt muốn chết, đi đâu hoài vậy? Tới rồi. Trời ơi. Cái là quỷ này. Sao bảo khỏe dữ. Nhưng mà trúng độc cái gì mà đi dữ. Đi ào 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 luôn, trúng độc cái khỉ gì đâu. Đi không lỡ mà luôn. Bà kêu trúng độc. Mà bà thường gì trúng cái gì á, trúng mánh trúng gì trúng độc đó, đó hả? Ờ à. Em xin phép là em ngồi trước con chơi. Nhà em không ngồi đâu, kệ em chứ không mắc mớ gì đâu, không có quyền, không dám. Sạch quá. Rùi bùi không kiến không, gai không. Mất lo chẳng chè không, không có người chạy. Anh chạy ha. Anh chạy là sao? Hỏi nói chuyện chơi được không? Cứu vậy? Cứu đầu em nè Phúc Sĩ. Vô duyên. Vô duyên quá. Quỷ mà còn vô duyên nữa. Cứu cứu em. Cứu gì? Em giới thiệu cho anh Pháp Sư. Em là cái con quỷ vong bình thường. Thật quá. Bị ông nội ông sư phụ trên núi. Ừ. Ngủ trung động gì vậy hả? Em trở thành cái đầu vật hè. Ừ. Trở thành một cái con bóng luôn hả? Không biết cái con gì sắp sửa thành bóng rồi. Mà cứu cái gì, làm sao mà cứu đây? Sư cho em sư thuốc giải một sư cứu em. Mà cái lý do gì mới được chứ? Em không có muốn thành biến thành một cái đầu vàng giống vậy. À, đầu vàng, tóc vàng luôn hả? Em muốn bình thường. Ừ, mà gì đẹp mà để lại vậy đi. Thì sao mà ra vậy vậy? Ông sư phụ ông kêu luyện thật vậy đó hả? Hả là ông biến ra vậy? Ông cho em muốn cái cây cỏ gì trên núi. Ừ. Rồi em sắp sửa thành người con gái rồi. Vậy đi cho nó đẹp. 90, có gì đâu. Còn 99% nữa là em trở thành người con gái thật đẹp. Vậy đi. Khỏi vậy cố làm gì. Được có phần 1%. Vậy được rồi. Vậy đẹp rồi. Thì chứ muốn gì nữa. Thành gái đẹp còn gì nữa. Không. Thế sao? Thành gái ông bắt làm vợ ổng. Vậy hả? À. Giống ba người kia tôi giúp về chùa rồi. Bây giờ dông có chịu hợp tác với tôi không? Hợp tác với tôi giúp dông là thoát khỏi cái hình mà hình bóng người nữ như vậy, cho tôi mất tiêu cái đầu luôn. Không, cái tóc gì để cũng được, về chùa luôn. Mà không có thành nành nam, chứ không phải là biến thành nữ đi theo làm vợ ông nữa. Giờ chịu hợp tác không? Hợp tác thì tôi lên kế hoạch cho. Bắt đầu là mình bày binh bố trận ra, mình mưu kế ra, mình làm cho ổng linh lực yếu, từ từ cái tôi lên tôi thu phục ổng luôn. Rồi chịu không? Chịu. Em là sắp sửa thành vợ ổng nè. Ổng cưng không? Ổng thương lắm không? Ổng thương em lắm, nhưng mà em không có thương ổng. Đúng nhà rồi. Ông xấu lắm. Ông nhà mà ông xấu tánh, xấu dịu thứ xấu nữa hả? Giờ thì đi nè. Lên kế hoạch gì ha?
Bây giờ tôi có một cái có một cái nước hoa, đúng không? Đây nè, trong đây nước hoa có gì nè, đây coi con tép này có gì, đây coi này. Là bắt đầu là đây coi hôm nay có không nha. Nước hoa này bây giờ hay lắm. Cho em hay gì Pháp Sư? Đúng rồi, cho em xịt gì đến em xịt cho người á. Ha, chai này nè em xịt cho người á. Cái đầu rất hương thơm, ông quyến rũ ông, đúng không? Cái đầu rủ ông vô buồn, rủ ông vô buồn, làm cho ông hút cái linh lực ông, cho ông cạn dần, không có sức nữa. Lúc đó thì tôi sẽ em hút linh lực ông, còn yếu linh lực lại, thì ông không có hoành hành nữa. Đầu rồi em về đây đi, tôi tìm cách giúp em được về chùa. Rồi cái đó là ông yếu linh lực rồi, ông sợ rồi. Không có tìm đâu. Lúc đó tôi sẽ cõi ông xuống đây, tôi chịu cho tôi ra tôi đỡ giùm cho. Tôi giúp ông về chùa. Không dám xuống đâu. Không biết lực rồi. Cái này là cái thuốc này nè. Là có thể ông hửi một cái ha. Là ông phê cái tuần lễ luôn á. Đó. Không phê ông ngơ vậy đó. Không có làm được gì, gió nhai cũng ngơ ông ngủ cái ông kêu. Ông ngủ coi như vợ là ông ngủ thì ngủ với ông đó ngày vậy đó. Thuốc này là hại lắm nha. Cái này là em biết cái gì rồi. Cái gì? Để kêu bằng bùa mê thuốc lú. Đúng rồi. Nè, coi thử coi. Ở này không? Đó. Thử coi. Được á, ngon nha. Rồi xíu vậy thử một miếng thôi nha. Thử nhiều quá là ông chết luôn á. Không ngủ là ông chết queo luôn á. Bây giờ để em thử trước nha Pháp Sư. Vậy? Thử hai. Không được. Thôi. Để đi, tôi thử rồi. Bữa tôi thử hai con gà rồi. Tôi thử hai con gà nó ôm nhau. Gì, Pháp Sư? À, hả? Chết queo hai con gà luôn hả? Chết queo hai con gà luôn. Hai gà nó ngủ luôn. Cái này nè. Lúc em có so, còn sống em có xài rồi. Hay đúng không? Này nó kêu bằng cái thuốc kích thích gì nè. Đúng rồi. Thôi mình tạm đặt cho nó là bùa mê thuốc lú đi. Đúng rồi. Bây giờ đi chợ anh đi. Bây giờ em đây chợ anh xa quá. Thôi để làm cái thực cho cái dòng đi chợ anh. Mà xong rồi cho em chơi luôn nghe Pháp Sư. Ok. Em chơi hả? Chơi hả? Lấy gì hả? Đi về chùa lấy làm gì? Không, em tính là... Sẽ làm gì nữa? Xài xong với sư phụ em xài... Xài cái khác nữa. Em với Pháp Sư xài thử thôi. Rồi, xài mẹ. Không có được đâu, tôi không có xài đó đâu. Mà cái đó xài không có tác dụng với tôi nữa. Tại tôi tạo ra nó mà, cho nên là tôi xài cũng như không à. Không có cái hiệu quả gì cả nữa. Pháp Sư là chủ nhân của cái... Đúng rồi. Giờ muốn quá giải phải quá giải là tôi quá giải mới được. Bùa mê thuốc lú. Đúng rồi, của tôi sáng tác rồi đó, chế tạo rồi đó. Pháp Sư sao một Pháp Sư mà ác dữ Pháp Sư? Đâu có, để là những cái trường hợp ca mà nó như cái ông quỷ này mới sử dụng thôi. Chứ bình thường những người khác mình đâu có xài. Vậy hả? Ờ. Vậy là Pháp Sư hiền khô. Đúng rồi. Tưởng Pháp Sư chế ra được cái loại này. Trời, đúng đó, chắc gái theo nhóc luôn. Đâu có được. Bây giờ vẫn còn ế mà. Thôi, bây giờ đi chở anh đem, chở anh chồng đi. Đi chưa? Hả là còn gì nữa? Còn thắc mắc gì nữa không? Có thầm cái công dụng nó một chút. Công dụng hả? Công dụng đơn giản thôi. Lấy dây cho nắp ra, lăn lăn cái tay mấy cái. Cái vô ôm ổng thay vô, nựng vô cái mặt ổng cái rồi. Là xong. Ông nghe cái hơi, ông chịu không nổi phải không? Là ông lú liền. Ông lú ngay lập tức. Hay vậy đó. Lúng à. Gái mặt cái ổng yêu cầu ổng nghe rồi ơi làm ổng lú ổng ngu liền cái mặt ổng ngu lấy rõ luôn rồi vậy đi mất cửa Pháp Sư đứng bên quê nha xài nó lú giữa đường đi có chai một đó Pháp Sư chai một nhín thôi nghe hơi xài quá rồi xài mình nóng nghe lên gặp mấy nính nào dài đường xài nữa trời đất ơi mà Pháp Sư tính để dành xài cái gì mà Pháp Sư kêu thiện nhín. Thì nhín đi để dành em mốt còn nhiều ca khó nữa để mình xài chứ rồi chế tại cả trăm năm mà mới chế tạo ra được đó. Đâu phải dễ kiếm được cái loại thuốc này để mà làm đâu.
về phải ủ rồi phải ngâm rồi bỏ dưới đất chôn mấy chục năm ở dưới đó mới lấy lên được. Bây giờ pháp sư em chạy nín nhín còn bao nhiêu pháp sư tặng em nha. Tặng để làm gì? Đem theo xài chút tặng cho trai khác. Cái vụ này tôi phải rồi nè. Tôi phải chúng mạnh. Chúng mạnh rồi, chúng mạnh rồi. Cái nghe có cái vụ này ngon quá, hết muốn làm gái luôn á. Nghe vụ này hết muốn làm gái luôn. Chúng thề em nè, pháp sư. Đừng rửa rồi mới thích cái hồ chứ gái đâu có thích đâu. Dạ dạ đó, đúng hệ rồi phải không? Nhớ nghe xài hết thân nghe, xài quá nhiều hết á. Thôi giờ pháp sư hứa tặng em đi. Tặng trai khác được không? Trai này. Tại chi giống như trai vậy đó mới nhiều hơn nữa. Hiểu không? Nước nhiều hơn. Phải cái công dụng đó. Dụng hay lắm. Rồi tha tay cái bộ là bộ anh ơi trời ơi mà cưng quá nựng vô gái là ngu. Lú lú lại. Em mà thấy cái chai này là em chịu hết nổi rồi nè. Dám mở nắp ra. Lú liền, mở nắp ra lú liền. Bây giờ để em đi bắt xưa đi. Rồi đi lẹ đi. Thôi. Đi lẹ chở đi. Đây chút xíu tôi cúng cho ít đoạn xuống lẹ lẹ nha. Nó bốc hơi là nó ổn. Ừ, cất túi đi rớt mất bây giờ nè. Nó túi không? Rồi đi 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 lẹ lẹ đi. Nhớ nghe cẩn thận nha. Coi chừng ông phát hiện á. Không hiện ông lấy luôn. Ông lấy là ông lấy là ông xài luôn á. Là mình mệt luôn á. Bây giờ dốc sao đây? Mời ông nói đi. Nhớ xài ít hơn nghe. Xài nhiều ông lú luôn á. À. Có hướng dẫn sử dụng đây không pháp sư? Không, chai không có dẫn để không có hướng dẫn đâu, tôi chỉ vậy cứ làm đi thang miếng được rồi. Có nguồn gốc xuất xứ không pháp sư? Có luôn. Pháp sư nhỏ xíu xíu chế tạo. Chế tạo. Có thương hiệu luôn đó. Thương hiệu luôn, pháp sư nhỏ xíu còn siêu luôn. Bùa mê thuốc lú. Đúng rồi. Hay quá hay. Đi nghe tôi đi tôi ấy cho. Ông bà bác ơi. Cái bọn quỷ này đi rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái vị trí nào á. Mình sẽ đặt xuống đi. Bắt đầu cái mình chờ cái dông này xuống. Cái bả xuống cái mình bắt cái máy lên. Mình trò chuyện bả xong mình cúng cho bả. Mình giúp bả về chùa luôn nha. Còn cái ông này lú chắc. Đưa cái chai này ông lú chắc luôn. Cho ông ngu luôn. Ngu ông ngu mình dễ phụ phục ông bà bác ơi. Cái ông mà nghe cái chai mùi này ngáo là ổng thua, ổng đâu có sức đâu đánh. Tại vì nó cái mùi này giống như cái mùi là cái hương thơm nó lạ lắm mà bác. Nó quyến rũ lắm. Nghe mùi này ổng đâu chịu nổi, ổng là quỷ mà, ổng còn mê muốn cưới bốn vợ mà nghe cái mùi này sao chịu nổi. Ổng lú liền không mà bác. Rồi, giờ làm việc đặt nha. Quay cái máy ra đi. Rồi. Ông ra lấy đồ rồi ông bà bác ơi. Anh đang tiếp tục đặt cái vị trí này nha. Chỗ này cũng im nè. Lấy chỗ này nha. Ông sẽ trải ra chỗ này nha. Cái này thì nó cũng không dơ gì. Nhưng mà trải cái tấm này lại cho nó che lại bớt ông bà bác. Thấy ông bà bác thấy làm hay không? Không có cái nước đó hay ghê chưa? Ai mà mà ấy ra vô cái là ấy liền ngon lành liền đó mà bác. Nhưng mà bác hay không làm có cái nước hay không hay để dành cho yêu quái thôi nha chứ không phải có dùng cho người nha. Nói trước nha, đừng có xin nha, xin không có cho là. Hồi quỷ quá phái luôn. Cái mùi bê thuốc lú quá phái. Ngon à, có lý à. Xuân sinh nữa chứ. Không có được. Nó xài dữ lắm mới xài đó thôi. Thằng bà ông bác thấy này làm mà mặc đồ đẹp trai không? Trai quá trời đẹp trai luôn không?
giờ là cái gì nó cũng phải đẹp trơn mới được, mới bằng ta qua bắt đầu xấu người ta không có chịu mà. Quỷ mà còn thích đẹp mà, chứ người. Cơm nè. Hôm nay mình sẽ cúng cho nó gọn luôn. Để trong đây luôn. Bắt cô quỷ. Cái chai người ta gây mê mà bà nói là bùa mê thuốc lú. Mắc cười quá. Mình cũng ừ theo luôn. Chai gây mê thôi. Không phải bùa mê thuốc lú đâu. Cũng gần gần giống vậy chứ không phải, mà chưa phải. Mình là cúng trong cái đầu mình để rồi. Để cho bà ra coi. Coi canh cho nào bà ra. Cho canh bà xuống cái đầu mình nè. Máy liền. Bật máy quay lên liền. Xuống cho bà mừng lắm nha. Không biết dài dài đường có vụ ông nào nữa không? Gặp quỷ nào chứ đường vụ nữa chết. Vụ kia ông kia thôi, bà vụ mấy người kia nữa, thấy cái đẹp trai này, vụ giữa đường chết phà luôn. Giờ mình rót nước rồi đi. Cũng rồi. Chờ lâu thì mình tắt máy. Chờ bà lên cái mình hú liền. Đây đây đây. Thắp hương mình giấy sẵn đi. Bà ra đâu dùng thôi. Lớn tuổi mình chắc rồi đó, đâu có hổn mình đâu có kêu bằng em được, kêu bằng anh mới đúng. Mình sẽ lên kế hoạch, mình cho cái ông mà đỉnh, cụ đỉnh mấy quỷ này, cho gia đình ông xích mít trời, xong mình thu phục cũng khi cũng căng lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Thắng Bồ Tát, Nam mô Đại Hành Phạm Viên Bồ Tát, Nam mô Đại Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các sơn thần, các chư vị thần ở đây, đặc biệt là cái dòng mấy thời đi đại lễ về để bà tôi chờ bà nè, tôi giúp bà về chùa nha. Giờ làm xe, lấy cái này di chuyển ra ngoài một cái, theo đầu là mình sẽ bà vột mình kêu bà liền ha. Ô. Quá trời ơi. Nghe nè, dạ. Trời ơi, bà la dữ vậy. Quá trời. Được chưa? Được chưa, vô đây nè, vô đây ngồi đi. Không rồi, quá trời ơi. Ôi, hay quá. Đâu, nó ngồi ở chai đó đâu. Không, em không trả đâu. Gì kìa. Trời ơi. Được chưa? Thành công rồi hả? Ổng lú luôn rồi hả? Mệt quá, Pháp Sư ơi. Ông lú luôn chưa? Hả? Pháp Sư đưa em cái chai này đúng cái nghề của em. Trời ơi, ghê vậy. Vậy hả? Ờ, ổng lú luôn hả? Để em kể Pháp Sư nghe. Kể đi. Em đi dọc đường á. Em thử trước. Trời ơi. Dĩ mẹ. Em mở nắp ra em thử trước. Trời đất ơi, trời bà ơi bà. Rồi sao nữa? Thú luôn rồi hả? Thử đông lú luôn hả? Nó nóng cho người. Trời ơi. Vậy hả? Thử chi cho nóng vậy? Nó nóng cho người lắm Pháp Sư ơi. Công nhận cái thương hiệu Pháp Sư hay thiệt. Không rồi. Bùa mê thép lú của Pháp Sư tự sáng tác chế tạo ra đây. Thì xài cho mấy con quỷ dữ quỷ. Tại ông lấy ra xài như vậy? Em thử công dụng của nó. Rồi lên tới đỡ có làm được ổng chưa? Đi dưới đường quẹo ông cậu rồi trở về vậy? Được. Phải không vậy hả? Hay dữ à. Phải hoàn thành sứ mệnh mới được Pháp Sư. Hay quá hay. Em sợ nó không có công dụng. Nó mới thử trước hả? Dọc đường em thử trước. Trời ơi, lại đã nói rồi. Nó ghê lắm. Ghê thiệt. Thì dài dài đường thử xong có thử ai không? Không, là em là thử vô mở nắp ra nó nóng trong người. Vậy thôi hả? Em lên chợ anh. Làm ổng luôn. Gặp ổng. Làm sao? Gặp ổng làm sao, nói sao? Thì... em nói ngọt ngào lắm. Vậy hả? Nói sao nói lại nghe coi. Ông nói dạ. Dạ thưa.
anh quỷ. Ừ. Hôm nay bữa nay em về thăm anh. Ừ. Em mới đi xuống núi. Em mua cái chai dầu gió Phật Linh. Dầu Linh. Anh sức đi nhức đầu đó bụng rồi. Anh cũng lớn tuổi rồi anh quỷ. Ừ. Anh mở nắp ra anh xét nghe. Ghê. Nghe lại đi ha. Hay. Cái người lớn tuổi già người ta phái dầu gió Phật Linh lắm. Ừ. Mà đâu có ngờ cái này là cái chai bùa mê xuất lũ. Đúng rồi. Ông sức cái ông lú luôn hả? Mở nắp ra sức. Lú luôn. Lú liền. Tôi nói rồi mà. Đó, chúng ý nghề em liền. Hửi cái thôi mà chị không nổi mà đừng nói chị sức. Chúng nghề em liền. Nãy mới có hửi thôi phải không? Em thử công dụng đó, em hửi thôi. Ừ. Chúng nghề em mà em lụm ông liền. Lụm liền. Bây giờ ông nằm xe lai chả. Ờ, ổng giờ ông yếu rồi, giờ ổng thôi, giờ ổng lú vậy rồi. Tôi sẽ giúp ông về con đường chính đạo nha. Thì bây giờ về chùa tu đi. Tôi sẽ tặng, tôi lấy cái chai này tôi tặng cho chai khác nó nhẹ hơn. Cho nó thơm thôi. Chứ mà xài cái chai này về dưới về chùa tu là sao xài được. Chai kia nhẹ sọc cho nó thơm người ta dễ chịu thôi. Đừng lú luôn, hít luôn lú rồi sao? Thôi cái chai này ghê quá pháp sư rồi, thôi em trả pháp sư nè. Đúng rồi. Em cầm hồi em chịu không nổi. Đúng rồi. Thôi đừng xài nữa. Em qua chai lợi hại quá. Thôi cắt vô ha. Bây giờ thì kiểu như kế hoạch đã giúp được rồi. Đó. Tôi cảm ơn Dông rất nhiều. Và pháp sư nhỏ tôi không bao giờ phụ ơn Dông Linh đâu. Bây giờ có muốn trở thành một cái nam nhi chinh chính. Nhiều người quan tâm đến. Nhiều các Phật tử quý mới mình không? Bây giờ đúng ra cái người cảm ơn là em. Cảm ơn pháp sư. Ừ. Vì đã trả được cái thù cho em. Chứ không phải là pháp sư cảm ơn em đâu. Cái thù hả? Lúc đầu tiên em là cái con quỷ. Cái con quỷ bình thường. Ừ. Ông chơi ác lắm. Chơi ác à? Là sao chơi ác? Ông bứt cây cỏ cái gì đó. Ừ. Ông nói con uống cái cây này vô đi. Ừ. Nghe lời ông mà. Ông sư phụ mà. Ừ. Nghe là ông uống vô. Uống xong đực không ra đực, cái không ra cái. Giữa vậy đó hả? Trời ơi, thì ổng đã chọn, đã ổng chọn, ổng lấy thuốc cho uống để mà ổng làm chuẩn bị ổng cưới vợ tương lai, ổng làm vua của cái ngọn núi này mà. Hả? Thì bây giờ lịch sử ổng rồi tôi cũng biết rồi. Cảm ơn Dông hợp tác. Bây giờ gì? Để bù đắp cho Dông. Nãy giờ công sức đi mệt nhọc. Hả? Khổ lạnh nó chịu khó đi. Thôi. Giờ dùng những bành trái cây cơm ăn cho no đi. Sau dùng no xong rồi tôi giúp Dông trở lại một cái người đàn ông chứng chính bình thường. Sau khi đó giúp về chùa tôi lành tôi hề chuyển kiếp đời sau. Nó thành thân người. Đó. Thành người thành thân người xong rồi cái có vợ có con có gia đình được hạnh phúc ấm no. Vậy ha. Hiểu không? Bây giờ ông pháp sư giúp tôi thành cái con quỷ đích thực. Đúng rồi. Chứ giúp người đàn ông đích thực chứng chính không được. Không, ý nói là lúc mình đi tu bây giờ trở thành con quỷ thì phải giúp rồi, chút xíu dùng đi, tôi giúp cho trở thành con quỷ được chính chính. Rồi xong rồi tôi giúp về chùa con quỷ được tu, trở thành chuyển kiếp thành người. Thôi, chịu không? Vậy tôi mới chịu. Ờ, rồi dùng đi tôi ra. Thành con quỷ được chứ không có thành bóng nha. Ok, rồi, nằm sẽ lui ra nha, cho bà dùng đi, dùng ăn no đi. Dùng đi nghe nè. Đó, con muốn nói gì nói đi. Tôi để đây nè. Rồi vậy nha.
Cảm ơn ông pháp sư đã tới đây giúp đỡ cho tôi trả được cái mối thù. Bánh của ông pháp sư ngon quá, con quỷ đối khác nghe lời xúi dục của sư phụ, mơ mộng quá. Bây giờ không lại mình giỏi nha, đi theo pháp sư đi trước ạ. Từ từ. Từ cũng tới ông là sư phụ ơi. Mãn nguyện tôi dùng xong rồi. Tôi lui chào pháp sư. Ông bà con bác ơi,
cái dông này đã dùng xong rồi. Cái này là về Lâm chưa cắt. Giờ Lâm sẽ kêu cái dông này ra và sẽ giúp cái dông này về chùa. Không sư phụ mình giải quyết từ từ nha mà bác ha. Chào dông nha. Giờ thì được ấm no rồi ha. Bây giờ thì tôi chắc chắn là cũng như lời nói lúc nãy giúp dông về chùa. Nhưng mà trước khi giúp dông về chùa, tôi cũng sẽ làm một cái thực cho dông trở lại thêm một cái gọi là dông đực chinh chính nha, không có bóng nữa. Tại vì ảnh hưởng cái pháp thực của ổng. Vậy nha. Tôi làm cái đi rồi nói chuyện sao. Cây này cây phát đủ rùi. Ối lộn. Phát phát trần. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Nam mô Nam mô. Rồi đó. Bây giờ thử coi, chuẩn men chưa? Tôi bây giờ đã trở thành một con quỷ rồi. Quỷ đực rồi ha. Con quỷ chánh gốc. Đúng rồi. Vì vậy đó, về đó tu lành tu hiền mới được. Rồi sau khi chuyển kiếp vẫn làm là một người đàn ông. Trở thành người thì người đàn ông chứ không phải quỷ nha, không phải quỷ đực nha. Gọi là người, người đàn ông. Thì dông hãy về đó tu tập tốt. Còn ông quỷ này ông kiệt sức rồi. Thì từ tôi lên đó tôi giải quyết ổng cho. Thì cũng cảm ơn dông. Dông thân ý khẩu nghiệp. Là dông là tên dông nghiệp đúng không? Đúng. Thì cảm ơn mấy anh em của dông đã hợp tác với pháp sư nhỏ để giúp cái ông sư phụ này lực yếu đi. Thì từ từ tôi sẽ tìm cách, tôi không có hại ông chết đâu. Thì dông cũng yên tâm, tôi cũng tìm cách phiên căn giống như dông như vậy đó, cũng giúp ổng về chùa. Nhưng mà ổng mạnh lắm, bây giờ ổng hung hăng lắm, cho nên là tôi phải tìm cách cho ổng giảm đi cái linh lực như vậy. Thì ngoài dông ra thì tôi ở khu vực này còn một cái dông nào nữa không? Dông có biết không, có gợi ý cho tôi biết để tôi tìm cái dông đó mà cần thêm một người hỗ trợ thêm, để mà hỗ trợ tôi trên con đường mà tìm ổng. Tại nghe nói ổng rất là mạnh, có thể là tôi với ổng là ngang ngang với nhau thì khó mà thu phục ổng được lắm. Tôi phải cần cái người mà giúp đỡ giống như anh nghiệp vậy nè, anh dông nghiệp vậy nè. Hỗ trợ chút đỉnh cho ổng kém cái thời gian ổng. Ông giảm cái lực ổng xuống thì tôi mới có cơ hội là tôi sẽ dễ chiến đấu với ổng hơn, dễ thu phục ổng hơn, dễ khuyên căn ổng hơn. Ổng dễ nghe hơn, khi mà yếu rồi dễ khuyên lắm. Thì ông có biết là khu vực này còn cái vị trí nào ông có thể gợi ý chỉ tôi chút xíu không? Có. Nhưng mà nhấp cái dòng sắp tới là chắc chắn là họ có hợp tác giờ với pháp sư nhỏ được không? Hai cái thằng quỷ này. Có hai thằng. Hai thằng, hai người hả? Ồ, nó giỏi lắm. Ừ. Tại nó đầu quân ổng trước. À. Mấy tôi. Đúng rồi, nó vô trước phải không? Ổng truyền thụ nhiều hơn phải không? Công cho nó mạnh lắm. Đúng rồi. Mấy tôi đâu có dám hé. Nhưng mà hai người đó có tâm họ như thế nào? Có giống giống như bốn người dông không? Có thể muốn trở về chánh đạo không? Không có muốn trở thành quỷ không? Nhiều khi cũng họp lại đó, nói chuyện chơi đó. Nó cũng nói với chán sư phụ rồi quá. Vậy hả? Không biết thôi thì pháp sư Cảm ơn tôi gợi ý như vậy tôi biết rồi. Cứ gặp đi rồi pháp sư tính ha. Tính. Thôi bây giờ thì tôi làm cái thật cho giống bình thường rồi. Bây giờ thì thôi, cũng đâu có cái gì đâu, thấy cũng đẹp, mặt nâu vàng về tới chỗ đi. Các chư vị Bồ Tát, chắc người đó người ta cũng có đồ tu, người ta thay cho mình chứ đâu có mặt gì tu, nếu dàn khè gì nó mắc cười quá. Thôi vậy thì về đó luôn ha, đi luôn nha. Còn lưu luyến gì không, nói đi. Tôi cảm ơn ông pháp sư. Ừ. Trước tiên giúp cho tôi rửa được cái món hạnh. Ừ. Tôi là cái con quỷ nè, con quỷ bình thường. Ừ. Theo ổng học bùa phép mà ổng kêu ổng là bắt mình làm gì đó. Bắt ổng cho uống cái thuốc gì đó để trở thành gì.
Bác làm vợ mà. Pháp sư làm cái phép gì đó cho tôi bình thường lại là tôi cảm ơn pháp sư. Chứ tôi để mà tôi mang gì mà vô trong chổng. Ta cầu thì chết. Ta cầu thì... Với cái thứ cái vũ này nè. Khó chịu lắm. Khó chịu lắm. Mở ra khó chịu. Vậy thì bây giờ chuẩn men quỷ rồi ha. Quỷ quỷ đực. Vô chổng mà nó sợ nó lây cho mấy anh em. Cười lắm. Thôi bây giờ thì đi được chưa? Chưa. Gì nữa? Xin cho bùa. Thôi bù này không có được. Giờ không có cho nó biến thành là nam viên bình thường rồi. Giờ nó cố gắng thu tập cho tốt đi. Em mốt tôi rảnh về tôi cho hửi miếng. Thôi vậy đi. Chơi lỡ vô chổng mà em tôi mà lỡ tôi mở cái hơi ra bốc mùi ra một cái thôi chết rồi. Cả cái chùa người ta ấy luôn. Trời mệt đó. Thôi đừng là đừng làm tụi bậy. Rồi đi đi. Không cho thôi em cũng cảm ơn pháp sư. Rồi đi đi. Trời ơi bậy quá. Chết rồi. Rồi đó mà bác ơi, lại giúp thêm 4 cái dòng linh là gọi là quỷ đực mà ông sư phụ cũng luyện thành móng lẻo cái để mà làm vợ ổng tương lai. Nhưng mà dòng đã hợp tác xong rồi, mừng quá. Mới nghe cái dòng nghiệp này nói là hai người kia cũng mấy anh em hợp nhau lại nói chuyện, hai người kia cũng chẳng có ưa gì cái ông sư phụ này. Vậy là nghe có lý. Mình cho dù cái hai cái dòng này có pháp tục giữ hay gì, Lâm cũng tìm cách thu phục hai cái dòng này và tìm cách cho hai cái dòng này lên trển, làm cho ông sư phụ yếu lực tiếp, có thể là định quánh ông gãy gãy cánh tay chơi vậy cho ông yếu. Sau đó mình tìm cách mình thu phục ông. Chỉ có con đường đó thôi mà bác ơi, Lâm không ác. Tại vì mình phải làm cho ông yếu lực đi rồi mình giáo hóa nó dễ hơn. Thậm chí mình lên tới đó chỉ mình nói là ông nghe thôi, khỏi có quánh, khỏi có làm gì công nó mệt không bà bác khác. Mình làm việc gì cũng vậy, mình phải biết suy nghĩ, mình làm gì cho nó nhẹ mình chút xíu. Còn làm gì cũng thương tay nó múa máy rồi chưởng kèo quèo quánh tối ngày mệt lắm, đuối lắm. Rồi, video Lâm sẽ kết thúc tại đây, hẹn bà bác video tập tiếp theo nha, chào bà bác nha. Bây giờ thì Lâm cũng sẽ tiến hành lên trên, gặp hai cái vòng nhỏ mới thôi, đi. Bây giờ đi thôi nhân mình ha, thật máy nha.